Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình, Mia Thành EZ đây. Chúng ta sẽ tiếp tục với series đó chính là XFit làng cá đại chiến anh em ơi. Và mình hôm nay đã vượt qua được ải 1300 anh em ạ. Tôi đấu với một cái con bạch tuộc nó khỏe vãi cả đạn luôn anh em ạ. Nhưng mà sau bao nhiêu lần thử các đội hình khác nhau thì mình đã có một đội hình để đánh boss, chuyên đánh boss anh em ơi. Đội hình này mình thấy nó là siêu ngon anh em ạ, siêu ngon để đánh boss ha. Đây cho anh em xem đây, tướng chủ lực của chúng ta vẫn là Luffy Gear 5 đấy anh em ơi. Con này là vừa tăng vừa đam luôn anh em ạ. Ok, con này chắc chắn là ai cũng phải chơi rồi, ai cũng phải là nâng mắc rồi anh em ạ. Tôi lên 6 cam rồi sắp gọi là đỉnh của chóp rồi anh em. Con này thì không thể nào mà ấy được, không thể nào mà bỏ qua được anh em nhá. Con này thì chúng ta sẽ nói chung là tập trung hết tài nguyên vào con này chắc chắn rồi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một con, mình sử dụng là Sasuke anh em ạ. Con này nó có một vài cái chiêu ở gây choáng đấy, cây tăng công này, chiêu cuối khi bị tấn công tăng 3% chỉ số công trong 6 lượt. Ok, giảm điểm nộ của kẻ địch đấy, con này giảm điểm nộ kẻ địch và giảm điểm nộ của chúng anh em. Con này khá là ngon, choáng, con này là trừ nộ không phải là choáng anh em, con này là trừ nộ khá hay. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con gọi là con Saitama, con này rất là khỏe anh em ạ. Con này thì nó sẽ có chiêu hồi máu đấy, chiêu cuối này hồi sinh lực cho các đơn vị hàng đầu của đồng minh bằng 200% chỉ số công trong 3 lượt anh em ạ. Con này rất là ngon. Nói chung là con này sẽ giúp những con tướng phụ của chúng ta sống qua cái round 4 à. Tiếp theo là có thêm Kaido đấy, con Kaido này thì nó sẽ là đam phụ theo phần trăm máu anh em nhé, khá là ngon. Nói chung là anh em nên chỉ dùng một cái đội hình gồm 3 đến 4 tướng thôi anh em. Đội hình mình là 4 tướng, con này thêm vào thôi, dồn hết cho con này. Mấy con này mình nâng lên level 1100, ok, rất là khỏe rồi. Ok rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé, xem là tôi có thể lên sao con nào được không để cho đội hình nó ngon hơn được không. Đội hình như mình bây giờ mình lên khoảng hơn 200 triệu lực chiến anh em ạ. Tôi vượt tháp chắc là dễ thôi á. Vượt tháp thì nó như chuyện bình thường, cân đường hộp sữa anh em ơi. Hơn 200 triệu lực chiến cơ mà. Mà theo cái đội hình này mình cứ giữ luôn được, đi đánh map vượt ải cũng rất ngon anh em ạ. Đấm con boss nó còn chết nữa là bọn này thì làm sao mà đủ tuổi. Làm sao mà đủ tuổi đánh mình. Ok, tiếp theo luôn. Rồi, đi ải thì chắc là tôi sẽ có một cái kiểu khác. Ok, mình nghĩ nếu mà đi ải thì chúng ta sẽ có một cái đội hình nó khác một tí. Thì mình sẽ chỉnh theo một cái đội hình lạ lạ một tí anh em nhé. Có một vài cái sự kiện anh em ạ. Sự kiện 20 tháng 11 trên cái fanpage, anh em có thể là link tải và fanpage mình sẽ để phía dưới phần mô tả nha anh em ơi. Rồi, tiếp tục anh em nhé. Tiếp theo nào, Luffy của mình khỏe quá rồi. Một mình nó gánh team anh em ạ, vừa tăng vừa đam chính của team luôn. Thời trang Tôn Ngộ Không thì đúng là hết nước chấm anh em nhé. Ok, có một cái sự kiện đây, có một cái event, có một cái event mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Anh em sẽ nhận được gift code bằng cách là thả team của cái bài này anh em ạ. Thả team của bài này và comment mừng ngày 20 tháng 11 à, anh em ấn vào đây thôi là họ sẽ tặng cho mình chúng ta cái code anh em nhé. Phần quà từ 23:59 đến ngày 26 tháng 11 à, còn lâu anh em ạ. Link code sẽ trực tiếp thả vào inbox, có chắc là gửi qua thư anh em ạ. Rồi, ok, nói chung là chúng ta sẽ có thêm một cái code mới, thế thôi, có một cái code mới. Anh em làm hết các bước thì sẽ được đấy nhá, được code nhá. Chúng ta sẽ chiến đấu với cái bọn này đi. Đơn giản thôi mà, nó không khó lắm đâu. Hôn mai mấy cái thứ. Tôi kiếm thêm ít con cá là đẹp. Chung là tôi làm tất cả những cái gì có thể ở đây anh em.
cả chẳng còn cái gì mà mình chưa làm nữa. Thật sự là như vậy. Mua tất cả những cái gì có thể rồi. Ok, vượt ải này thì đơn giản quá nhỉ. Vượt ải này bây giờ đơn giản đối với mình quá. Tiếp theo anh em, tôi có thể đấm thằng sư phụ của tôi được không? Thằng nó bắt mình, giờ mình muốn đấm nó cái. Hanamichi, tiếp mình sẽ bảo mình đấm xem có đấm được không. Không biết là liệu có đấm được không nhưng mà thử. Cái này đi ải nhiều quá anh em ạ, thoải mái luôn ấy. Gần như là không ngại ngần gì luôn. Chúng ta sẽ có thể vào trong cái phần sảnh này, vào trong cái phần đô hộ của thằng này lên 279 rồi. Nổi loạn đấm nhau không? Nổi loạn đấm nhau sao tôi lại bị đi ra ngoài nhỉ? What the hell man, chẳng hiểu lắm. Muốn đấm nó cái nhưng mà không cho đấm à? không cho đấm. Ok, không cho đấm thì thôi. Ngày 6 này. Thu hú này. Không nhiều lắm nha. Thu hú ngày 1. Vượt ải. Ok, ải 1300 này. 1300 xong này. 2300. 2300 sẽ được thêm cái túi xu rất là ngon này. Vấn đề có vượt được bằng mát. Cái này xong rồi. Cái cấp trang bị của chúng ta đạt cấp 500 cũng nhận xong rồi nè. Ngày 1. Ok, khám phá vượt ải thì hải 2300 thì vượt. Vừa bằng mắt à, đạt cấp tướng là 1800. Khó quá. Nhiệm vụ này khó quá anh em ạ. Nhiệm vụ đấy nó quá khó về cho chúng ta luôn đấy. Ok, tôi có 155 mảnh tướng ngẫu nhiên gờ à. Dùng thoải mái đi anh em. Được rồi, nâng con gì được thì nâng ha. Izuku lên được sao tiếp này. Kaito Kid à? Kaito Kid lên 6 sao à? Tóc đỏ mấy con này tôi còn chẳng bao giờ dùng đến à. Tatsumaki Madara. Ai chà, Madara luôn đấy. Còn một có vài con nó cùi nữa, mình không muốn đánh, không muốn dùng thêm, nó hơi mất thời gian à. Ui, 82 dương mở đi anh em ơi. Chẳng biết tôi còn kịp không, chắc không kịp để lấy thêm mốc đâu anh em ạ. Không kịp để lấy thêm mốc 10 mảnh, à 80 mảnh ấy nữa rồi. Tướng của mình, cái thằng Ngộ Không của chúng ta chắc chỉ được đến mức này là khỏe nhất rồi. Không thể nhận thêm được nữa rồi. Tôi đã nhận gọi là tối đa đấy. Nhận thưởng. Ok. Nhận hết cái đống này đi. Mở. Thêm kiếm ít vàng để nâng cấp. Nâng cấp tướng tiếp được. Rồi. Bây giờ tôi sẽ nâng thằng này lên thôi. Hết vàng. Hết vàng luôn anh em ạ, sợ thật sự luôn. Sức mạnh lên 222.000. Đấm mình siêu nhanh rồi. À con tướng mới đấy anh em. Con gì, con Labubu gì ấy. Tướng mới ấy. Đây này, nó ở trong cái này. Labubu, con này trông hay ghê. Dựa theo cái phong trào trào lưu chơi Labubu anh em. Mình nghĩ nên nâng cấp con này không để cho vào, nhưng mà con này không có sao anh em. Nó rất là yếu. Tôi đang phải kiếm sao cho đấy đã. À ok, bây giờ đấu trường anh em ạ. Đánh đấu trường đây. Tôi không sợ lắm đâu. Bọn này thì... chiến đấu này. Sao toàn ca nhỉ. Lực chiến này làm sao ấy được. Mình đứng thứ 10 anh em ạ. Đứng thứ 10, xếp hạng thứ 10 của cái giải đấu này. 8 tỷ sức mạnh. Đỡ nào được. What the hell. Luffy Gear 5 Naruto. Sức mạnh có. Sao. Đồng à? Tôi đang ở cái chiến trường đồng mà anh em. Cút xuống rồi anh đánh nào. Sao bọn này yếu ấy. Yếu quá.
quá yếu luôn. Đây đây, tôi lên 8 rồi này. Tôi muốn đấm với những cái thằng mạnh mạnh ở trên anh em ạ. Mấy thằng yếu quá. 7 rồi. Thằng 6 mời không đánh. 9 m này. Có va vẩn. 9 m. 8 m này. Hãy đưa hết ấy đây, đây mới rank đồng anh em ạ. Đánh thì tôi còn lên hạng cái chứ. Nhờ. Cứ đấm đấm thằng 8 m ấy, kiểu gì nó cũng xuống điểm thôi. Tôi ở cái rank này nó quá lâu rồi. Nên tôi phải đấm để lên rank nha. Thăng hạng ạ. Rank đồng này. Vẫn là đứng thứ 5 nhỉ. 10 nạn nhân tiếp theo. Vãi cả 10 nạn nhân tiếp theo. Đây này. 9 tỷ sức mạnh. Ui điểm của nó phải lên 1561. Thằng kia đánh suốt ngày đêm à. Đây là hạng cao thủ của anh em. Top 100 người cơ. Oh my god luôn đấy. Thật là kỳ khủng khiếp. Để nói thôi. Để nó tiếp tục để tục là nói thôi, nâng cấp cái này lên thôi. Con này không? Dùng hết đi anh em ạ. Ok, tôi không dùng cái này. Bật lửa ga. Thêm tí bật lửa ga nhưng mà nghĩ là không cần thiết lắm nhá. Rồi, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào, như hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Đây, thách đấu khá nhiều mảnh tướng ngẫu nhiên ạ. Cũng được. Để nâng cấp cho mấy con tướng để xem con nào lên được không thôi. Nhưng mà hết rồi anh em.